Hello các em, hôm nay là thầy đây. Hôm nay mình học tiếp bài tiếp theo nha. Ok, welcome to my channel. Now, open your notebook and copy the title. Lấy tập ra để thứ vào đề, tựa vào cho bài cho thầy. Unit 3, where did you go on holiday? Lesson 2, 1 to 6. Cái people we study have some new words. Có từ mới nha. Hôm nay mình nhìn thấy gì mà hôm nay mình sẽ học từ vựng về phương tiện giao thông. Ok, number one here, can you see here? Đây gì đây? Bạn đều biết đây là xe lửa hả em? Now listen, train, train, train. Now repeat, train, train, train. Tiếp theo đây là một phương tiện. Rồi mình thấy trong phố mình thấy hoài nè. Đó là xe taxi đúng không ạ? Mình lên thì mình đi bao nhiêu km thì mình tính tiền bao nhiêu ha. Còn xe lửa phải mua vé. Ok, taxi, 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 cái lớp taxi, train, taxi, train, taxi. Tiếp theo, wow, chiếc xe dream em à, xe gắn máy đúng không ạ? Motorbike, 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 cái lớp motorbike, train, taxi, motorbike. Tiếp theo đây là một cái loại hình mà ở nước như nước tiên tiến thì đã có rồi em. Đây là tàu điện ngầm ha. Mà em có thể đi một quãng đường rất là xa trong thời gian ngắn, nhưng mà rất tiếc là ở Việt Nam thì mình thì chưa có ha, cũng sắp có thôi. Ok, underground, 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 từ hơi khó đọc. Underground, cả lớp train, taxi, motorbike, underground, underground. Ngoài ra thì có thêm hai một cái phương tiện nữa em. Mấy em từng đi Sài Gòn thường đi Phương Trang nè, xe Hùng Cường, Huệ Nghĩa thì cái đó gọi là xe đò hả mấy em, xe đò chạy tuyến cố định ha. Coach, 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 coach. Ok, club, train, taxi, motorbike, underground, coach. Cuối cùng một phương tiện thì theo thầy nghĩ là giá nó rất là cao ha, nhưng mà cực kỳ nhanh luôn em ha. Ok, đó là plan. Ok, plan, bấm vào lại plan, 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 plan là máy bay thì mấy em thấy đi đi xa nhanh ha. Train, taxi, motorbike, underground, coach, plan. Và một cái em cuối cùng là ví dụ mình đi đảo đi mà mình không phải đi máy bay, mình tiết kiệm chi phí. Bởi vì tùy theo một cái phương tiện thì có giá khác nhau ha. Ví dụ như đi máy bay thì giá nó lại cao nè ha, nhưng mà nó nhanh. Ví dụ như đi đường xa thì mình đi bằng xe lửa nhưng mà nó sẽ lâu hơn mà giá nó rẻ hơn máy bay, ví dụ như vậy. Còn đi gần thì mình có thể là chọn xe đò. Ok, mình đi tàu, mình đi có thể chọn tàu để mình đi ra đảo ha. Thì có một cái từ mới là ship, 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 club ship. Rồi nhẹ thêm ha, club train, taxi, motorbike, underground, coach, plan, ship. Mấy bạn có thể tua đi tua lại ha, một lần nữa cuối cùng. Ship, plan, coach, underground, motorbike, taxi, train. Ok, rồi, con sách ra mình sẽ tìm hiểu rồi thôi này. Now look at that what page. Page 18, trang 19. I can see two boy, four men, Tony. So now listen, what are they talking about? Mình sẽ nghe xem hai bạn này nói cái gì. Where did you go on holiday, Phong? I went to my hometown in Hoa Binh province. B. How did you get there? I went by coach. C. What about you, Tony? Where did you go? I went back to Australia. D. How did you get there? I went by plane. Lần hai nha. Where did you go on holiday, Phong? I went to my hometown in Hoa Binh province. How did you get there? I went by coach. What about you, Tony? Where did you go? I went back to Australia.
How did you get there? I went by plane. Rồi, cùng đọc cùng tìm hiểu với thầy nha. Where did you go on holiday, Phong? I went to my hometown in Hòa Bình province. Where did you go on holiday, Phong? Nghĩa là bạn này hỏi là bạn đi cái kỳ nghỉ của mình ở đâu. Okay? I went to my hometown in Hòa Bình province. Mà là bạn này đi về về cái quê bạn, hometown là quê bạn ha. Hòa Bình province là tỉnh Hòa Bình. How did you get there? I went by coach. How did you get there? Nghĩa là hỏi là bạn làm cách nào để đi đến đó ha. Ý hỏi phương tiện á, thì bạn này nói là I went by coach, đi bằng xe đạp. What about you, Tony? Where did you go? I went back to Australia. Còn bạn thì sao, Tony? Bạn đi đâu? À, bạn này nói là went back, nghĩa là trở về. Bạn ấy trở về nước Úc. How did you get there? I went by plane. Bạn đi bằng phương tiện gì? Thì bạn này nói là tôi đi bằng máy bay. Thì trong một câu này thì rút ra được một câu là mình sẽ hỏi bạn mình là mình liên tưởng tới cái bài phía trước. Tổ chức hỏi là bạn đi có bằng có kỳ nghỉ ở đâu, đi đâu. Thì một câu này hỏi là bạn đi đến cái nơi đó bằng phương tiện gì. Đây, hãy có một câu ha, hôm nay có một câu. Okay. Train, taxi, motorbike, underground, coach, plane. Thêm một từ nữa là ship nè. Hãy cho em thêm từ nữa ship nha. Ship là tàu thủy. Vậy thì muốn hỏi bạn mình đi đó bằng phương tiện gì? Mình hỏi là how did you get there? How did you get there? I went by train. I went by train. I went by taxi, I went by motorbike, I went by underground, I went by coach, I went by plane, I went by ship. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ thực tập ha. Ở trong sách thì nó chỉ có 4 cái phương tiện thôi. Thì thầy cho thêm 3 cái phương tiện đó là cho em sự lựa chọn ha. Là coach, plane and ship ha. Ok, giờ mình thực tập với thầy. Bây giờ mình thực tập với thầy 4 cái trong kia trước đi. Rồi mình sẽ chuyển sang cái này. Đây. Rồi đầu tiên ha. Hello. How did you get there? I went by train. How did you get there? I went by taxi. How did you get there? I went by motorbike. How did you get there? I went by underground. Một lần nữa nha. Thầy hỏi em trả lời. Em hỏi mấy thầy. Em hỏi thầy trả lời, ok? How did you get there? I went by train. How did you get there? I went by taxi. How did you get there? I went by motorbike. How did you get there? I went by underground train. Thầy hỏi nha. Ok, trước khi hỏi ông lại nè. Train, taxi, motorbike, underground. Hello. How did you get there? How did you get there? I went by train. How did you get there? I went by taxi. How did you get there? I went by motorbike. How did you get there? I went by underground. Bây giờ mình thêm ba cái hành động này xíu nha. How did you get there? I went by coach. How did you get there? I went by plane. How did you get there? I went by ship. Tức nghĩa là cái phương tiện giao thông thì tùy theo cái quãng đường, tùy theo cái nơi mình đi mà mình lựa một cái phương tiện cho phù hợp với mình. Ví dụ mình đi gần thì mình đi xe gắn máy ha, xa xíu mình đi xe đò, taxi. Ok. Còn nếu mà xa quá mà mình muốn tiết kiệm chi phí thì mình có thể đi bằng xe lửa. Ok. Còn nếu mà mình có tiền thì mình có thể đi bằng máy bay. Còn nếu mình đi mình muốn trải nghiệm sóng biển này nọ thì mình đi đảo thì mình nên đi bằng tàu, ví dụ tàu thủy, ví dụ như vậy, tùy theo cái nhu cầu của mình. Mình sẽ đi. Ok. Thì bây giờ cái câu hôm nay là hỏi bạn mình đi bằng phương tiện gì. Bạn tua đi tua lại giùm thầy nha. How did you get there? I went by train, I went by taxi, I went by motorbike, I went by underground, I went by coach, I went by plane, I went by ship. Ok. Bây giờ bạn bấm ngưng video và chép bài lại ha.
À, mọi người video cho bài cho thầy đi. Chép xong thì qua đây thầy có một cái bài cá nhân cho bạn nha. Ok. À, thầy làm hai cái đi mày. Hai cái đi ha. Thầy có hai cái à. Đầu tiên thầy thì đây là hỏi cá nhân ha. Where did you go on holiday? I went to. How did you get there? I went by. Tức nghĩa là hai câu này thầy à ôm lại cái một câu bài trước và bài này. Where did you go on holiday là bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ? Ok. I went to cộng với một cái nơi. How did you get there là bạn đi đó bằng phương tiện gì? I went by cộng với phương tiện. Ok. Bây giờ mình tưởng tượng đây là mình có hai cái kỳ nghỉ, mình đi chơi mình đi chơi hai nơi giùm thầy được không ạ? Mình đi chơi hai nơi giùm thầy thì mấy bạn sẽ lựa cho thầy cái nơi đầu tiên mình đi đâu và mình đi bằng phương tiện gì. Ví dụ mình đi ngoài những cái nơi mà thầy ghi cho nó cũng được đó, đi Đà Lạt cũng vậy hay đi Vũng Tàu hay gì đó thì bạn cứ để vào đây I went to cộng với cái nơi bạn đi. Bạn có thể lấy cái nơi trong sách hoặc là nơi tìm mình thích. I went by thì cộng với cái phương tiện mà mình chọn tùy vào cái nơi mà bạn chọn cho thầy. Được rồi, làm cho thầy hai cái này cho thầy. Ok. Và lựa cái nào mình thích cho thầy. Rồi, ha, đó là nhiệm vụ của em. Rồi, tiếp theo nha. Khi làm xong rồi thì lấy sách ra trình thầy. Ok. Chép bài xong thì làm cho thầy hai cái cá nhân đó nha. À, thầy nói thêm cái là thầy muốn các bạn làm hai cái nơi, chọn hai nơi, hai kỳ nghỉ nha bạn, hai cái, hai nơi và hai phương tiện. Ok. Now listen, what page? Page 20 trang 20 mình sẽ xem coi. Ở đây là phương tiện, toàn là đồ phương tiện hết em ha. My went to see her grandparent by. Linda went to her hometown by. Now went to the seaside by. Trung went to Đà Nẵng by. Tức nghĩa là bạn Mai đi thăm ông bà bằng phương tiện gì, Linda đi về quê bằng phương tiện gì, Nam đi biển bằng phương tiện gì và bạn Trung đi Đà Nẵng bằng phương tiện gì. Listen twice, hai lần. One. Hello, my name's Mai. I live in Hà Nội, but my grandparents live in a village in Nam Dinh province. Last weekend, we went to Nam Dinh by motorbike. Two. Hi, I'm Linda. My hometown is a small town in the north of England. I went there by train last holiday. Three. Hello, everyone. My name's Nam. Last summer, I went to the seaside with my parents by taxi. Four. Hello. My name's Chung. My hometown is Da Nang. Last month, I went there by plane. Lần hai. One. Hello, my name's Mai. I live in Hà Nội, but my grandparents live in a village in Nam Dinh province. Last weekend, we went to Nam Dinh by motorbike. Two. Hi, I'm Linda. My hometown is a small town in the north of England. I went there by train last holiday. Three. Hello, everyone. My name's Nam. Last summer, I went to the seaside with my parents by taxi. Four. Hello, my name's Chung. My hometown is Da Nang. Last month, I went there by plane. Rồi, mình sửa bài nha. Number one. One. Hello, my name's Mai. I live in Hà Nội, but my grandparents live in a village in Nam Dinh province. Last weekend, we went to Nam Dinh by motorbike.
By gì mấy em? By motorbike. Wow, đi bằng xe Honda nha. 2. Hi, I'm Linda. My hometown is a small town in the north of England. I went there by train last holiday. By gì mấy em? By train. Tiếp nha, câu số 3. 3. Hello everyone. My name's Nam. Last summer, I went to the seaside with my parents by taxi. By gì mấy em? Taxi, right? 4. Hello. My name's Chung. My hometown is Da Nang. Last month, I went there by plane. By gì mấy em? By plane. Rồi, sẽ bài dưới dần thay. Ok. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ viết về cái kỳ nghỉ của mình. Thì cái này hồi nãy thầy cho các bạn làm rồi ha. Nhưng mà cái còn cái what did you do there thì bạn làm gì đó thì thầy chưa có chỉ thôi. Phần này mình bỏ qua làm cho thầy. Mấy bạn cái việc cho thầy là where did you go on last holiday, là mình đi đâu vào kỳ nghỉ. Ok. Và bạn đi đó bằng phương tiện gì là được. Ok. Mình là trong tập rồi cho nên là mình khó làm sách ha. Rồi. Đây, cái này thì mình lựa cho thầy hai cái kỳ nghỉ gần đây nhất của mình coi, mình đi đâu. Nha. Rồi, bài hôm nay thì các bạn về nhà viết cho thầy cũng là mấy khung nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7. Ồ, thôi viết cho thầy 14 khung đi. 14 khung được không ạ? 14 khung nha. Viết cho thầy là 14 khung. Ok. Còn một từ thì hai hàng ha. Từ hai hàng 14 khung. Tại mỗi một cái gì hai khung cho thầy. Ok, cảm ơn nha. Thầy biết các em rất là siêng năng mà. Ok, goodbye, hẹn gặp lại vào bài tiếp theo nha.